Sáng ngày 2 tháng 6, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức phiên họp Hội đồng Tư vấn án lệ để cho ý kiến đối với 14 dự thảo án lệ. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn án lệ chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng Tư vấn án lệ, đại diện lãnh đạo vụ pháp chế và quản lý khoa học, lãnh đạo các vụ giám đốc kiểm tra 1, 2, 3 Tòa án Nhân dân tối cao và đại diện Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam. Thực hiện công tác phát triển án lệ năm 2023 và quyết định lựa chọn án lệ, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với 14 dự thảo án lệ thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động do vụ pháp chế và quản lý khoa học các tòa án và các chuyên gia đề xuất. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Tư vấn án lệ tiếp tục thảo luận, đưa ra những ý kiến đánh giá và góp ý chi tiết đối với từng dự thảo án lệ. Trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng Tư vấn án lệ tại phiên họp, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến ghi nhận các ý kiến góp ý đều hết sức thẳng thắn, cụ thể và sâu sắc, là nguồn tư liệu quan trọng cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao trong quá trình lựa chọn thông qua án lệ.